bình minh bên kia đẹp hơn á. Chào cô Trang đây em. Nhìn xuống 3D, nhìn xuống tay á. 2D điểm là ở đâu nữa? Hả? 2D điểm là ở đâu? Đây là mình có view rồi chị em thôi, còn gỗ đi thẳng lục thùng lục thôi. Hả? Còn ở dưới kia là phải có mình không ta? Bên kia. Bên kia không qua được hả? Cảm ơn nha. Đây. Cũng đi Đà Lạt quá ha. Wow. Hồi nãy ngoài kia mình chụp tấm mây bên mặt trời đó tươi á. Năm ngoái mà cũng lên. Ừ. Năm ngoái 6 giờ. Đúng vậy đó. Cái đây là chỗ khác rồi. Thank you.
cầu gỗ dưới đây nữa nè. Nhiều bên đó là của người khác hay sao? Nè lấy cái hàng thông này cũng được. Cái bàn đó vô duyên quá. Rồi bên kia luôn cái cây đó. Thank you.
Lắm, nhìn ra cánh quạt này, nhìn ra cánh quạt. Đó, cánh đó đó. Đó, ngồi bên đây kìa, ngồi bên đây kìa, ngồi ghế này nè. Được không? Đổi cái ghế qua. Ờ, đợi khiên qua cái ghế của anh đó. Mẹ đi rồi, chuẩn bị xoắn nè, về bận giờ. Ở đây ngồi quay mặt cho đây nè. Rồi, chết. Rồi để cái ly lên cao nè, để lên miệng nè. Cho full người nha. Thì nói đây cái nè. Để ta nón, để ta nón đi. Ok. Để anh, để anh, để anh. Lấy cho anh một miếng cái cây này với cái quạt nha. Nè. À, lấy cái cây như đây là được rồi. Muốn lấy hết người thì ra tới đây. À, tạm. Nè. Đéo này nữa hả? Thank you.